Nguyễn Vũ Trụ, cư dân thành phố San Jose, ngày hôm nay được hân hạnh mà trình bày với quý vị về cái việc tranh đấu của đồng bào tại San Jose và cuộc biệt thực vô hạn định của anh hùng Lý Tống. Kính thưa quý vị, anh hùng Lý Tống đã đi qua ngày thứ năm, bắt đầu ngày thứ năm của cuộc thực. Ngày hôm nay anh cũng còn sức khỏe, cũng còn tạm được nhưng không thể đứng lâu được. Và cuộc thực thực này anh sẽ gọi là vô hạn định hoặc đến khi nào chúng ta đi đến thành công. Và kính thưa quý đồng hương, với tình hình này và những cuộc họp tiếp xúc vận động riêng tư của tất cả những người Việt Nam tại Bắc Cali qua quen biết với trong chiến trường, thì theo như tôi nhận thấy thì sau tuần này, đầu tuần tới, chúng ta sẽ có những tín hiệu thật là tốt. Bởi vì cuộc thực thực của anh hùng Lý Tống á, là một chuyện đương nhiên là chúng ta sẽ đi đến thành công. Nhưng mà một số vị cao niên, bệnh hoạn, medical như là tiểu đường hay cao máu hay stroke hay là ngồi xe lăn, họ nói rằng nếu sau 10 ngày mà City không giải quyết vấn đề của đồng bào tại San Jose và anh hùng Lý Tống vẫn còn thiện thực thì họ sẽ không uống thuốc nữa, họ sẽ dùng xe lăn họ ra ngoài City Hall này. Chúng tôi không biết là bao nhiêu người, nhưng mà họ gọi phone cho tôi, họ nói như vậy. Thì nếu mà tất cả đồng hương mà disability giống như là medical history mà ra ngoài city này, thiền đình city này, thì họ sẽ xỉu bất cứ lúc nào, bởi vì họ quyết định không dùng thuốc và họ làm cách nào để city phải giải quyết cái danh dự cho cộng đồng Việt Nam tại Bắc Cali. Chiếu theo cái buổi cái chiếu phim ngày hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam Tự Do đã chiếu vào lúc 1 giờ rưỡi ngày hôm nay tại Thư viện Martin Luther King ở trên đường số 4 gần đây. Thì sau khi mà chúng tôi được coi hết tất cả những đoạn phim không hề có cắt xén từ đầu cho đến cuối, và trong một cái không khí nói chuyện rất là lành mạnh, tự do, thoải mái. Hôm đó ông người viên Forrest Williams đã 5 lần, có thể nói là 6 lần, ông ta nói lại rằng là ông ta đã gặp bà Madison trước cái ngày 20 tây tháng 11 và ông ta hoàn toàn ủng hộ cái lời yêu cầu của bà Madison là chọn bất cứ cái tên gì mà bà Madison nguyện muốn. Thì chính vì những cái điều đó, trong một cái không khí hoàn toàn không có áp lực gì cả, ông nghị viên Madison nguyện, xin lỗi, ông Forrest Williams đã nói như vậy. Thành thử ra phong trào đã quyết định đưa hết tất cả những dữ kiện này cho luật sư, và phong trào sẽ yêu cầu District Attorney, tức là viện lý cuộc của quận hà Santa Clara và những cơ quan pháp luật khác của tiểu bang cũng như của liên bang chú ý vào vấn đề này. Và một mặt khác, phong trào cũng yêu cầu ông thị trưởng Chris và cô nghị viên Madison Nguyễn phải tự sửa mình bằng cách không được liên hệ vô tất cả những cái chuyện đặt tên này trong thời gian sắp tới. Có một vài lời để nói chuyện với quý vị về trong những cái vấn đề này, và xin mời luật sư Nguyễn Tâm. Cảm ơn thầy giáo sư. Thưa quý vị, Madison tuy là người Việt nhưng mà tôi không nghĩ hiểu được con người Việt. Madison tuy là người Việt Nam mà chỉ hiểu cái văn hóa người Việt Nam, và Madison không thể tưởng tượng rằng cái sự đấu tranh bền bỉ của chúng ta đã hiệu quả tới mức nào. Mà Green New sáng nay, ý kiến của người Mỹ, quý vị biết từ xưa bằng tưởng là nói là chúng ta những người ồn ào không. Hôm nay, một video sáng báo số báo hôm nay đã nói rất là rõ ràng và xác nhận sự đấu tranh. Họ, tôi xin bắn tắt nội dung thế này. Tại sao tên Lưu Sài Gòn quan trọng? Nếu tới giờ này mà còn có người nghĩ rằng việc đặt tên khu Soy Road chỉ là một vài chữ vớ vẩn, tôi khuyên họ nên khé qua khu thị chính để nói chuyện với những người tị nạn cộng sản, những người đã bị nhốt tù trong trại cải tạo trước khi đi tìm được tự do. Thị trưởng Chất Quyết và nghị viên Madison đáng lẽ là phải là người đầu tiên tới thăm viếng, nhưng rất tiếc hai người này đã bị quá xa rời quần chúng rồi. Cái sự đấu tranh của quý vị đã hiệu quả thấy rõ, sự hy sinh của Lý Tống đã thấy rõ và đã giúp cho đồng bào và cho công lý được sáng tỏ, đồng thời với những bằng chứng mà quý vị đã được nghe, được giải thích sáng nay. Ngày hôm nay, chính thức ban pháp lý của những ủy ban và những người khác nữa đã công bố, riêng cá nhân tôi đã đại diện cho một số cư dân đã gửi đơn, gửi thơ
cảnh cáo cho ông thị trưởng và Madison trong sự vi phạm của họ. Tôi đưa thơ ngày 15 tháng 6 nói rằng yêu cầu hai người phạm pháp đó phải chấm dứt tiếp tục sự phạm pháp và che đậy, phải rút lui ra khỏi vị lãnh đạo Sài Gòn này, và chúng tôi sẽ chính thức yêu cầu biện lý cục Santa Clara mở cuộc điều tra để điều tra tận gốc sự phạm pháp này. Một lần nữa tôi xin rất là hoan nghênh và trân trọng bấm bút đồng bào Hoa Hoa Đồng Bào. Chị xin nhắc lại hai điểm. Cái điểm thứ nhất là cô Madison nói rằng cái tên Lý Đồ Sài Gòn là chống cộng, vì vậy cổ chống lại nó cái tên Lý Đồ Sài Gòn. Nhưng cô nói rằng cô đại diện cho cộng đồng của chúng ta là cộng đồng những người chống cộng, thì tại sao cô lại chống lại cái tên Lý Đồ Sài Gòn? Cô đại diện cho cộng đồng những người chống cộng anh không hay không? Đối với những cơ quan truyền thông hay là những người đã ủng hộ cô và đã từng nói rằng họ là những người chống cộng, thì tại sao họ vẫn tiếp tục ủng hộ cô Madison Nguyễn và làm sao? Cái thứ hai nữa là một cuộc bầu cử toàn thành phố là sẽ tạo ra những cái hiềm khích của cộng đồng, của những cộng đồng khác đối với cộng đồng người Việt của chúng ta. Tại sao một người nghị viên người Việt lại muốn cộng đồng của chúng ta bị những cộng đồng khác ghét bỏ và căm thù? Tại sao? Thưa quý vị, tôi trưởng tiểu ban tư khu khu 7 để làm thủ tục bãi nhiệm cô nghị viên. Quý vị đang mời biết là cái này nghe tay. Ngày hôm nay một số luật sư của chúng ta Việt cũng như Mỹ đốc thúc chúng ta để lấy tên tuổi, địa chỉ, số phone làm thủ tục pháp lý để đem cô Madison xuống. Vậy sau đây xin mời tất cả quý vị ở khu 7 đến với bàn ghế chúng tôi để đưa tên tuổi cũng như địa chỉ để làm thủ tục đưa ngay cho luật sư trong ngày hôm nay. Okay. Chúng ta không để cho anh Hùng Lý Công mệt thêm nữa. Chúng ta không để cái cuộc đấu tranh này kéo dài mà chúng ta phải chiến thắng thật nhanh. Kính thưa tất cả quý vị đồng hương, mình sẽ có một cái cuộc biểu tình vào ngày chủ nhật tuần tới, cho nên xin quý vị đó cố gắng chúng ta kêu gọi vận động đồng hương của chúng ta tham dự cái cuộc biểu tình đó, để chúng ta dùng cái sức mạnh của người dân nói với chính quyền Mỹ ở đây và nói với người dân ở đây là chúng ta quyết định phải recall bà Madison Nguyễn này. Rồi Lý Tống thì coi đó, là Lý Tống là sụp mất coi như là 9 pound rồi. 10 pound rưỡi, tức là 10 pound rồi. Thành thử ra mỗi một ngày cái sự đấu tranh này đó, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh Lý Tống rất nhiều. Cho nên ngày Chủ nhật 24 tháng 3, chúng ta cần phải làm sao đánh thắt đồng rô. Để cái ngày 24 tháng 3 đó chúng ta có thể có 10.000 người, thì lúc đó nó có thể ảnh hưởng tới thành phố và cái việc tuyệt thực của anh Lý Tống mới thực sự thành công. Và lúc đó anh Lý Tống có thể là ngưng sự tuyệt thực đó để bảo vệ cái tính mạng và sức khỏe. Cho nên người anh Hùng Lý Tống đã làm được những cái chuyện khó khăn đó rồi, thì chúng ta phải làm sao chúng ta phải làm được để làm được cái sứ mệnh đó, và đó là trách nhiệm của mọi người chúng ta. Mời quý vị ngày Chủ nhật 24 tháng 3 12 giờ trưa chúng ta phải có mặt ở đây thật đông đủ. Mỗi người chúng ta sẽ kêu gọi bạn bè, thân nhân của chúng ta, 5 người, 10 người trong gia đình chúng ta đi hết. Chỉ có 12 giờ tới 2 giờ thôi. Đó là 2 tiếng đồng hồ lịch sử mà chúng ta cần phải làm. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Mỗi người dẫn tới 5 người, 10 người, 20 người. Chúng ta sẽ có mặt ở đây thật đông. Ngày 24 tháng 3, 12 giờ trưa. Đồng bào nào không có phương tiện, cho con chức biết chúng ta sẽ có xe bus đưa đón.